Rồi, bắt đầu. Chúng ta sẵn sàng với cái mục tiêu của mình nha. Hãy ngồi thật là thoải mái, thẳng lưng, à, hai lòng bàn tay ngửa ra, đặt trên đôi chân của mình. Đây là cách mà để thu cái năng lượng. Hít thở thật sâu và khép nhẹ mắt lại. Hãy để cơ thể thật là thư giãn, hoàn toàn thư giãn từ dưới chân lên tới đỉnh đầu. Thư giãn càng lúc càng sâu. Hãy tiếp tục hít vào thật sâu và từ từ thở ra. Hãy cho phép tâm trí hoàn toàn tập trung và ngừng lại những suy nghĩ. Tập trung sâu vào bên trong. Kết nối với những năng lượng, âm thanh mà bạn đang nghe trong lúc này. Hãy để cơ thể, tâm trí và trí tuệ hài hòa với tần số năng lượng của vũ trụ. Tiếp tục hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy để tâm trí của bạn tập trung hướng đến con mắt thứ ba nằm ngay giữa trán. Hướng sự tập trung vào nơi đó và tiếp tục tập trung vào hơi thở. Khi lắng nghe hơi thở, tâm trí hoàn toàn hiện hữu trong giây phút hiện tại, trong lúc này. Bạn bắt đầu hình dung bạn bước vào một chiều không gian rất quyền năng của vũ trụ. Bây giờ hãy hình dung một luồng ánh sáng khổng lồ đỏ vàng rất mạnh mẽ đang bắt đầu xuất hiện. Những tia ánh sáng rực rỡ, lấp lánh trong chiều kích quyền năng tỏa ra. Bạn tiếp tục tập trung ở con mắt thứ ba và nhìn ngắm luồng ánh sáng đó. Bạn đang được bao phủ bởi luồng ánh sáng và bạn bước vào không khí gần khinh khí cầu. Và khinh khí cầu ánh sáng khổng lồ đầy năng lượng này đang đưa bạn bay lên. Bạn đang đứng ở chóp của khinh khí cầu. Bạn đang ngửa mặt lên và dang hai tay rộng ra.
và hai lòng bàn tay. Tham hướng lên trên. Tôi muốn bạn cảm nhận sự kết nối này. Một sự kết nối với nguồn ánh sáng thiêng liêng toàn năng. Và hãy cho phép bản thân trở thành một với khoảnh khắc này. Bạn đang hiện hữu ở đây, ngay lúc này, trong không gian này. Hãy tiếp tục hít thở trong khi bạn hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của mình. Hãy hít thở tiếp tục một cách nhẹ nhàng và sâu. Trong thời khắc này, bạn đang thấy trước mắt của bạn là mục tiêu bạn mong muốn. Mục tiêu đó là gì? Mục tiêu của bạn với kết quả mong muốn một cách rõ ràng. Bạn hãy đưa mục tiêu mình vào một cảm xúc rất là sống động. Với 5 bước, lý do bạn cần đặt mục tiêu, thời gian của bạn, cảm xúc của bạn khi đạt được mục tiêu. Ai là người bạn báo tin vui này? Và bạn nói những gì với họ? Hãy tiếp tục hình dung tưởng tượng, tập trung vào mục tiêu như nó đã là, một cách sống động. Bạn quyện vào cảm xúc hân hoan này. Bạn hòa mình vào tần số năng lượng quyền năng và bạn kết nối với năng lượng của chính mình và cho phép nó tuôn chảy khắp cơ thể cùng con mắt thứ 3 theo cách trật tự linh thiêng của vũ trụ đã trao cho bạn. Bạn sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng đón nhận và tôi muốn bạn lắng nghe từng cảm xúc và bức tranh bạn đạt được một cách rất hạnh phúc. Bạn là con của đại dương ánh sáng,
bởi vì bạn là đứa con của vũ trụ đầy quyền năng. Là con của vũ trụ thịnh vượng và dư dật. Và bạn xứng đáng nhận được những điều tốt lành từ nơi người. Bạn thừa hưởng được kho báu đầy của cải và sức mạnh của người. Bạn cảm nhận bên trong bạn còn vô vàn những tiềm năng đang còn khai mở. Đấng sáng tạo mở con mắt thứ ba cho vận mệnh, cơ đồ, sự thịnh vượng của cuộc sống bạn. Và chính vì vậy, không điều gì là không thể. Chỉ cần bạn thật sự mong muốn. Bạn là con của vũ trụ, nên bạn được sự chở che của người. Vũ trụ luôn đứng về phía bạn, luôn tiếp sức cho bạn. Vượt qua những rào cản và tiếp chuyển năng lượng mạnh mẽ, uy quyền cùng người. Vũ trụ chẳng từ chối bạn điều gì. Và bạn luôn biết rằng bạn luôn được sự bảo bọc, chở che và dõi theo của người. Vũ trụ luôn ở bên bạn. Bạn rất là xứng đáng để hưởng những gia tài quý giá của vũ trụ này. Và trong niềm tin này, từ đây ở thế giới này, bạn tỏa sáng như một vì sao. Bạn vượt thoát được tất cả những thách thức, bởi vì bạn là con của ánh sáng. Hãy để cho ánh sáng đầy tình yêu thương vô hạn này chảy trong dòng mạch tình yêu vô điều kiện. Bạn luôn tin tưởng vũ trụ đặt bạn vào trong cuộc sống này để bạn trở thành một người vĩ đại. Bạn tin vào sức mạnh vô biên của bản thân mình. Bạn tràn đầy niềm tin. Niềm tin của bạn nâng bạn lên và bạn vượt qua mọi thách thức để đi trong tin tưởng và bình an.
niềm tin của bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu về tinh thần và vật chất. Ánh sáng niềm tin luôn soi sáng và giúp bạn luôn sáng suốt và khôn ngoan. Bạn hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho vũ trụ sự dẫn dắt một cách trật tự, linh thiêng. Giờ đây bạn quay về với sự tỉnh thức trong hiện tại. Bạn bước ra khỏi khinh khí cầu khi bắt đầu chạm xuống mặt đất. Bạn quay trở về với chính bạn. Hít thật sâu và thở ra. Giờ đây bạn hoàn toàn tỉnh táo và hãy mở mắt ra. Một cảm xúc là hạnh phúc, hân hoan và đầy niềm tin. Đầy tình yêu thương và sự biết ơn. Yêu thương và biết ơn. Yêu thương và biết ơn. Vâng, bỏ hít ra và hãy đặt tay vào ở nơi nhịp đập của trái tim mình. Tay phải ở dưới và tay trái ở trên. Bạn hãy cảm nhận sự rung động này, rung động của lòng biết ơn. Và bạn hãy nói rằng: xin biết ơn, biết ơn và biết ơn đấng sáng tạo cùng với chính tôi và tất cả nguồn lực được cộng hưởng để tôi tuôn chảy trong những thời điểm, bối cảnh, không gian và thời gian một cách hoàn hảo. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi vô tình hay cố ý. Tôi đã có những giao tiếp. Hãy tha thứ cho tôi. Xin biết ơn. Vâng, chúng ta đã hoàn tất. Vâng, xin chào tất cả chúng ta và Phúc Tâm chúc cho chúng ta có được những kết quả rất tuyệt vời cho cái thiền 55 nhân 5 này ạ.